Mình là bác tôi nhìn là thì trên này gà nhưng mà cho tôi vài thằng nhá. Thế đó tao nhìn nhà má tiền thì vô thường là tôi vì tôi sẽ thấy tiền là nhà thì có mất. Thì nên xin nhìn nhà vài nhìn má thì bị thay cả đấy. Thế đó mấy sinh nhà đấy chứ chứ thì mấy sinh nhà alo mà bỏ nó. Cô làm rồi bà má tôi thì khá xa thảm mà xôi nó. Thế nó cũng xuống dưới về ra đấy bó thì tôi phải đá thế. Xuống dưới về ra đấy thì không nhìn nào đi được thế. Chứ chỉ ở phụ bì gây đấy bó cả xin kẻ chính cháu. Khôn lên thế khó. Chạy ra xin kẻ chính cháu. Ngã chạo bó nó như cô thật kẻ chính cháu. Tông nhà chạo khá thả chính cháu bó nó. Vì lưu nhu này thì chẳng được khá thả kẻ chính cháu. Cô chẳng được khá giá giá mẹ. Thế xin kẻ này là nhìn xa bí cháu bó nó khá giá giá mẹ. Ở phần má. Nó đi. Cô làm bí gây đấy bó cả thật xin kẻ năng lý cháu. Thế thì thả khá giá giá mẹ. Phòng nhà lý cô. Vì sự ai luôn cô xuống dưới bí đó bó nó. Thế nó nên là xa phụ bí đó. Nhà vừa bí lại bà đấy không nhá. Thế rồi alo mình sẽ mình ra được xoay nữa. Thế nên là chúng tôi có xa lòng chỉ đoán thì mà đấy. Thì tôi thấy cả tôi biết khi đang ra một lúc kia chú. Thì kia chú nên xin nhập video đi. Tôi phí mấy được nhau nhưng mà nó không nhá. Thật sự cái này đi tác sản này tác sản này mà đấy. Thì không nhá đi được một chữ này nè. Thế bị gọi như đông nhà bà đấy. Nó bắt đi cho nó xin xin ạ bù bó nó. Xin xin ạ bù thật gì đấy. Thì cái tất cả cho nó xin xin ạ bù đấy. Khắp đi kể bó nó kể đi mà nó xử lý. Bù thật gì mình nên xin mà bó nó. Thật kể bà đấy xin xin ạ bù nhà bó nó. Sẽ chia bút ra cái gì đó, ở cuối thì nhau mới ra ra mấy xuống như nó. Tổng nhà đến nhau đó, ở cuối mới ra ra và sẽ không nhà đi chỉ bảo mấy. Thế thì không nhà đi bộ phía này đó, thì nó tổng nhà đi, tổng nhà đi bộ, thì cái này đi sau quả nhà mấy. Thì cái này sau quả thời gian này nó, tổng nhà đi cái, nên tổng nhà đó, tổng nhà bộ nó, ở phía nhà đi chỉ dạ. Các bên nhà đó, cái này đi chỉ để cho cháu, thì ở cuối đi bộ ra ra mấy xuống nhà, thì nó có khí bố, cố tình đi dọa cái sao tên nhé. Và bạn nên chờ khôn lên lê khôn xin kẻ bì bình bỏ nó. Thì khôn lên lê khôn rồi bây giờ chúng ta lúc bàn chào xin kẻ để bỏ nó. Thì giờ cũng bị đoài các bạn á. Đây là cháu mới dừng nhà này là khôn lê khôn ạ quế. Mới ra ra bà sẽ lại phong nhà đi xì bà đấy. Thì giờ tập bà mà lấy chúng ta ốc bên cháu đi xì bà ra mới khôn lê khôn ạ quế cố. Mới ra ra bộ cho nó. Phong nhà đi ra quả bỏ nó. Phô xì tập bà mà lấy đấy. Thẹp cho cái đá đi xì bà đấy không nhá. Ê đó. Vũ tập bà mà lấy mới khôn lê khôn ạ quế xì bà lấy nhà thả đấy bỏ nó. Ạ quế chạy người ta làm được xì nhà thôi. A quý sinh nhé, dù sinh cho bì gà bông mà không đi cà kè rừng nhau, nga không mùi bông, nga tóc gà gà mùi gà gà mùi sinh nhà tóc gà gà không sợ đấy. Tóc gà gà mùi gà 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 mới ra ra mới thấy lại bộ chỉ về thay rồi nó cũng làm mất vài đứa thì bảo quản nó khác phòng nhà đi lấy nhà thả vào đấy nó là bằng nga chả tông nhà chậu bốn tông nhà chậu đi chỉ nó lộ đi đôi thật phải má ra ra bên đấy mình lại thêm mà bốn chậu xe rồi bây giờ thật kệ đấy hay là chậu xe rồi tông nhà chậu đi thật kệ vì đi nó lộ ấp bu mới ra ra bá rồi lại bốn thì mà này đấy phòng nhà thật sai chỉ bảo mình nữa phòng nhà đi thật cũng chỉ bảo mình nó ấp bu làm mất vài mà bốn nó xem mình thay đổi cái sao cho mình xin nhá thế nó thì mà về bây giờ thì bà gái tàu già nó không phải người bố nó ở bu về lại đẹp mới sẽ xin đấy bây giờ nó xin đẹp bố nó ở đó ở bu lại người đẹp mới xin nhà rồi đấy thì chắc là gặp cô nhà lên đấy thì làm cho bà má nó quên tha bà đấy ở đó ở đây thì là rồi nó cái ta chỉ được nhà bà đấy cũng nhá rồi nó phải trao trả tàu già thì bố nó tông khổ tàu nhà phải thoát khỏi tiền cháu tàu già nhà thì mà thì nó tông khổ sẽ để tàu nhà phải thoát khỏi tiền cháu tàu nhà cố ngã cố chào cố khổ cố sự cố bố nó thì cái này đều qua cố mua cả giá bán mình còn là đi khác qua khi mua cả giá bán độ giá thành để phòng nhà đi vào cái bán đấy khổ cố sự cố đi cả đó thì giá bố nó tiền cái giá làm đấy không nhà đâu cái này là quả bất chấp được nhá rồi đó chỉ ở bố xây cái gì đây mà nên là khổ cha cả đó tàu nhà cố tiền xem mình khổ tàu chào lên nhà thì cô về bố nó điều mà xây về nhà như cục giá là bố nó ở đó cô về nhà như cố mua gì đó cả giá bán được phòng nhà đi xí bán đấy chỉ ở bố thân ra thế này rồi bố nó cái này đi mà lên đấy thì nó phong nhà đi tuổi thảo vào đấy rồi mới sinh ra được cái nhà đi là sẽ bị tai sẽ bị đau bố nó nhà tôi ở hiện thoát khỏi làm gì đấy sẽ bị đau già vào đấy được giờ thì mà đấy nhá tay vài màu bé phong nhà đi để chơi đấy tôi cho người lụ cái chuyện bên đây thì là bố nó sinh nhà sinh anh nhà tôi anh nhà tôi sinh ở đây tôi phải thấy gì đấy chụp bản đấy là vậy chứ khu này mình là bố nó bầu đầu này mình là nó sẽ sẽ buộc sinh để tôi cho người lúc và đi ra sao thì nó mới sinh nhà tôi thì tôi bắt đầu không là phải đi đi cả mình phải đi để giá trị thảo vào đấy nhá rồi anh nó mới sinh nhá thì cái nó ra lại cái chất đi cái này đâu mà nó tất cả đàn ông cái chất chi chất chi vào đấy tôi đó chứ giờ nó có nhiều mà ở công nông khá sản này mấy đồ mà thêm máu nhá ấy giờ cho nó ấy chạy vài đi nhá chắc đi đông chắc cũ và đi tất cả ở quê tất cả tất cả con tất cả mấy bố như chơi đi vào mấy mấy sinh nhật này mấy thì thế này mà chạy từ đẹp mấy nhá chạy như thế đấy tất cả đồ là con tất cả đồ là con cố kế như chơi đi rồi cái giá vô cái này anh chị vào đấy không nhá hay đó mấy cái nhà anh em ấy ကျွန်တော်တို့ပတ်တီအနေနဲ့ပေါ့နော်ပတ်တီအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့နှစ်ပတ်တီတွေကတော့အားထားတဲ့ပတ်တီလေးရှိမယ်။အခွေအနေနဲ့ကစားခြင်းနဲ့မရှိများအတွက်ဆိုရင်တော့နှစ်ပတ်တီအချက်ဖြစ်တဲ့ဘာလဲဆိုရင်ရှေ့ရှေ့အမှုထွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်၃ညတစ်ပြည့်တော့အခွေဝေကစားပါဆိုတဲ့ခေါင်းငါလေးဆိုင်နဲ့တက်တယ်ပေါ့နော်။
tao có cái này này suy nó cho nó được thì không lấy thời gian này là không mua cái giá bao giờ không ngang đi bố cho người ta bán được nhá rồi mấy cái đồ đó về ăn cho cố cho người ta để bán cho người ta để cho cái bố gì thế cái giá này mà thế được cho chúng ta được nhá đây là mấy cái nhà anh em nhé cho nó cũng dùng nhiều phòng ngang đi đi tôi sẽ còn đi bố cho nó cái này đi mà anh em cái này thì cái gì nhà mua cái này ra để cho bán được nhá mấy cái nhà xí giá bao bì khôi ưu tiên mà khôi ưu tiên đi đầu tiên đóng mà lâu bảo cho nó này cho nó channel đi mà tên này tôi sẽ không đi không là cái gì anh nghe trên này tôi biết cái gì nên số nó cho nó channel đi là em sẽ khoai lột thả video về cả không không đi này cả vừa thu vào lên nhá bây giờ thì ông có thể bị hại bài bản này đi mấy sinh nhà sinh nhà bao bì khôi ưu tiên mà khôi ưu tiên đi đầu tiên này học bảo nhá bây giờ mấy sinh nhà này nhá ông quên đi cả sao video bốn nó tôi thì cái này thu tiền này có một sinh nhà yêu tiền 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 này số lại có nó mấy sinh nhà sinh nhà số này sẽ được gì làm mẹ bài văn đã được ghi lại từ nhá rồi lấy xin mà lấy về thì nó này có nó từ thì cái này thu ra đấy có mấy xin ấy đang tiền đi đâu nó tiền này mới về về đấy thế rồi lúc anh đặt mấy xin nhà chi để thời gian cụ thể sẽ gọi chi để có nó mấy xin nhà này cái này mà anh tiền đó có nó mấy xin nhà sắp được lúc anh chi này xuống đấy giống như cái trang một đi qua này sắp được lúc anh mà lấy được đưa cho mà này nhá ở ở xa cả rồi chia sẻ xa lắm như tôi mà số thu ra rồi là có còn mấy xin ấy đang tiền tiền này từ rồi là có như tôi mà số còn trong chế bộ thằng cả xa đi đó thì chỉ mà mấy cái xa là như gì đó thôi nên tôi có một chuyện ngay cái này tôi bị đó đi lục bị thay bị đó tập ngay thằng này ngay thằng thay rồi có một chuyện sau nhà cái nó khai ra cũng như chị bị đó từ đây người ta sẽ thay rồi có một chuyện chị nhà cái nó khai ra cũng như mà chị bảo được không nhé sau bây giờ nó từ đây thay rồi cô nhà cái nó có một chuyện trong này thay xe nhà cái nó bỏ nó sao đặc nhỉ mình bị thôi chơi tay tay từ lúc nhau ai lên nhà nhà cái nó bỏ nó là chị nhà có một chuyện thụ quay đi đấy cho nó anh nhé mà lúc đó đi lục bị thay bảo được không nhé do sao tôi gọi lên đấy cho nó lâu ngày sau lâu đời mà khu chiến thì bỏ nó làm gì để mình xử lý này ngồi chơi bài nhà sang nhà này bắt đầu bị rồi đấy bỏ nó làm gì để mình xử lý này khu chiến thì đã đi ra là chỉ để tôi cho một lúc mới chuyện nhà anh này nó xin mà để tôi lâu cái mới xuống nhà do sao tôi gọi đó để là cái nó ăn mà khai chạy đi qua này để tôi do thông tin sách khác quá là lâu cái nhà bà đấy được cho chị không nhớ để tôi lâu cái mới bỏ nó sau bỏ nó thì người ta để mình xử lý xử lý nó nổ thì bài bài đi mà để dạy tao vào video để dạy chuyện này rồi lại nhau không nhớ rồi ai luôn nó mới sinh ra nên được lâu còn nó mới sinh ra cũng là chúng nó và cả những loại thu vân cái này nên phải khỏi phải nhớ ai luôn đấy làm mà được vậy mà bao gồm nhà thêm mình sợ nhà chỉ ra bị đó xin đi cả ngon nhà sợ đấy phải phải nên ra ba tí sự đóng cũng bị phải cảm nhớ ai luôn cũng cứ chụp bây giờ là mới sinh ra ai luôn cũng thu vân chỉ sự để xin phải cảm nhớ.